Cực nóng, chủ nhật ngày 19 tháng 11, tức ngày cuối tuần này, bốn cơ thủ nam hạng chuyên nghiệp sẽ có mặt tại Thái Tuấn Billiard 48 Tố Hữu để cùng bốn cơ thủ nữ không chuyên tham gia event đôi nam nữ 9B xếp cao, breakbox chạm 9 cực căng thẳng mang tên Thái Tuấn Đua Battle với giải thưởng lên đến 20 triệu đồng cho cặp đôi duy nhất. Bốn đội sẽ phải nỗ lực hết mình bởi đây là event với thể thức loại trực tiếp 3 trận đấu bắt đầu từ 11 giờ trưa, tất cả sẽ được phát sóng trên Lá Mõ. Thành phần đội hình 4 team như sau. Team 1, Nguyễn Hoàng Phong và Quỳnh Nga. Team 2, Nguyễn Anh Tuấn và Yến Sôi. Team 3, Bùi Trường An và Khánh Nhung. Team 4, Lê Quang Trung và Vũ Hải An. 8 tay cơ, 2 thế hệ sẽ làm đồng đội của nhau. 4 cơ thủ nam mạnh mẽ, chuyên nghiệp, già dơ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mỗi đường cơ huyền chuyển của những bóng hồng của trận đại chiến. Chúng ta hãy cùng chờ đón những trận đấu căng thẳng và khốc liệt nhất của thể thức Winner Take All sẽ bắt đầu từ 11 giờ chủ nhật tuần này vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Thái Tuấn Billiard Club, địa chỉ 48 Tố Hữu, Hà Nội. Mời chư vị huynh đệ tới câu lạc bộ Thái Tuấn để theo dõi trực tiếp hoặc theo dõi phần livestream trên hệ thống social của Lão Mõ.